Trung xin chào tất cả anh em nhé. Nay Trung đăng một cái món đồ chơi mới đây anh em. Đây là một cái sườn sới, sườn dầu nhé. Sườn dầu mà cũng công suất cũng tương đối gọi là trung bình đến hơi to một tí. Yanma IA806 nhé anh em. Mấy con này thì hàng bãi hết. Đợi con IA806 này thì nó cũng tương đối là cao. Đây mình đang treo lên để dễ quay cái video anh em xem ấy. Cái con này thì trên video này thì mình đăng bao gồm hai món nha. Hai cái món. Thứ nhất là cái sườn IA806 vừa nhắc đến này. Rồi món thứ hai là cái bộ lai ấy, bộ lai cầu sao ấy, hay là còn gọi là trích công suất cầu sao đấy. Mình ướm lắp thử trên cái con này thôi, chứ nó là một cái bộ mình mua riêng biệt bên ngoài, mình nhặt được riêng biệt bên ngoài nhé. Rồi IA806 thì nó là một cái sườn bình thường thôi, nó giống như bao nhiêu con cái họ IA khác thôi. Ví dụ như bên kia mình có con IA100 lớn hơn một tí, 10 ngựa. Con này thì zin của nó thì nó lắp máy 9 ngựa thì phải. 9HB, 6 số, 2 số lùi, 3 số lùi luôn này. Có tính năng V-size nhé anh em. Có V-size. Tí mình thử cho anh em xem. Càng ngoe cắt tất cả tay phanh, tay vào số sới này, tay côn này, rồi gác đầu trước này, một côn nồi đầy đủ hết nhé. Tên tuổi và số seri nó đầy đủ hết. Cái con này thì nó có cái trên tay nó còn cái khóa đề, chắc là zin động cơ của nó trước khi tháo ra động cơ có đề này. Các cái táp lô đèn báo còn đủ hết nhé. Có một chi tiết nó vỡ vỡ chỗ này. Đây để mình thử cái tính năng, mình trả về số 0 trước. Trả về số 0 trước để thử tính năng V-size anh em xem này. Đây mình tạm thời mình dùng chân nhé. Tay thì gần quá cận cảnh không thấy được đâu. Đây này, anh em nhìn hai cái bánh xe nhé. Đấy, đấy là khi mình mở V-size đấy. Mở V-size thì hai bánh nó quay thuận nghịch. Mình vào thử số 6 anh em xem nhé. Wow, tăng nhanh này. Đấy. Giữ chân đè, giữ một bên bánh nhé. Này, giữ một bên bánh này. Đó, quay một bên bình thường nha anh em. Đó là tính năng V-size đấy. Rồi, mình hạ V-size xuống nhé. Có nghĩa là khóa V-size này. Này, lại dùng chân nhé. Thì hai bánh quay đều với nhau thì lúc đó mình lái giống như một cái con càng bình thường khác thôi, giống như bao nhiêu cái con càng khác, thì cắt chuyển hướng bằng phanh tay thôi. Đây này, chuyển hướng cắt bên nào dừng bên đấy. Hai tính năng, nó có hai tính năng như vậy đấy, trên tích hợp trên cùng một cái sườn. Cái con này thích hợp cho anh em đóng đóng kéo nha. Đóng kéo thì nó hợp lý hơn, tại vì tính năng lái càng và lái V-size hai tính năng trong một rất là dễ dùng luôn. Khi đi lầy thì mình có chuyển qua chế độ lái càng, còn khi đi đường trường mình muốn lắp chế kéo bằng lái bằng vô lăng thì chuyển hướng có V-size thì chuyển hướng rất nhẹ, vô lăng rất nhẹ luôn. Rồi cái món thứ hai đây là tầng nhanh chậm nhé, đầy đủ hết, không thiếu cái chi tiết nào. Từng con ốc sáng si 7 màu hết này, cúc đùi 7 màu luôn này. Đấy. Con này là cúc thuận nhé nè, cúc thuận chiều côn nhé. Con này là sới là có thuận thuận chiều côn, quay theo chiều kim, đồng hồ hướng về trước này. Cái dạng đùi cái này là đùi rộng lắm. Anh em nhìn thấy này, cúc đùi nó rộng ra hai bên, nó chịu lực tốt hơn. Bánh 6 12, bánh cũng tương đối lớn nha. Rồi, cái món tiếp theo là cái bộ chuyển hướng này. Bộ lai cầu sao này. Đấy. Mình lại dùng chân nhé. Đấy nè, nó chuyển hướng qua lại một cái góc khoảng 45 độ nha, vừa tầm có giới hạn luôn.
cái loại này, cái là hộp này là hộp lớn, hộp này là hộp 10 HP, nên nên cái bộ phận trích công suất chuyển hướng là sao, lai cầu sao nó riêng này đấy. Và cái cốt để kéo cái móc nhá, cốt cổ để kéo móc thì nó riêng nhá, nhưng mà hai thằng nó chạy song song với nhau này, nó có một cái gờ để chạy song song với nhau này đấy, chạy đồng trục luôn, nhưng mà nó tách rời hai cái công năng ra để nó bền đấy, có nghĩa là phần này nó chỉ truyền moment xoắn thôi, truyền lực thôi, còn phần này là chịu lực, giống như bao nhiêu cốt cậu khác riêng biệt, nó không có quay gì trong đấy hết. Rồi hộp chuyển hướng thì bên trên đây nhé, mình quay anh em xem nhé, quay bu ly này, quay đúng cái hướng quay về trước nhé. Đây, để cho nó quay bên đây dễ nhìn hơn này, mình nghiêng cái điện thoại qua đấy, quay về trước theo đúng cái hướng kéo đấy, thì ngoài sau nếu nhìn từ trước ra sau thì nó quay thuận chiều kim đồng hồ luôn nhá, đúng cái chiều lai cầu xe luôn đấy. Anh em muốn kéo cầu lớn, cầu 1 tấn, tấn 4, tấn 2 gì đấy thì thêm một cái hộp số mạnh phía sau nữa, 4 số, 5 số, 3 số gì có gì xài nấy, khi mà đóng thì tự cân nhắc nhé. Đây này, đây là cốt đồng bộ này, cốt đồng bộ trên này, cốt đồng bộ số máy đấy, cốt đồng bộ số máy ở trên cái sườn IA này thì nó là cốt chạy ngược nhá, cốt nghịch nhá anh em, cáo lỗi anh em nhá. Vừa rồi có cuộc gọi nên mình ngắt ngang, video nó bị đứt quãng rồi, mình nói về cái chiều chạy của nó, nói tiếp về cái chiều chạy nhá. Cái chiều cốt đồng bộ này là cốt nghịch, nghịch với tua bánh nhá, còn cốt BTO này, cốt xới này thì nó thuận với tua bánh xe tính tua chạy đấy. Cái con này thì không có chất lượng thì rất là khá luôn, anh em nhìn thấy này, sơn phết các kiểu này nó còn còn sạch, lóc nhôm sáng, cốt đùi xi còn này, các cái chi tiết xi còn đầy đủ hết nhá. Nói chung là cái con này hình thức của nó thì sáng sạch, để một quay xa ra để anh em xem nhá. Đấy, mình còn nhiều sườn nữa thì mình lên bằng những cái video sau để anh em không nhầm lẫn. Mình đã giải thích đầy đủ các cái tính năng, số của nó là 6 số, 3 số lùi, 6 số tiến, 3 số lùi này. Rồi trong đó có tầng nhanh chậm này, có mở sai, khóa sai này, trục BTO này, xới này. Rồi côn ở đây, mở đèn pha các thứ ở đây, công tắc, tay côn đủ hết, không thiếu thứ gì. Bộ chuyển hướng thì mình sẽ bán riêng, nếu anh em có nhu cầu mua, anh em cần xài riêng xài chung gì đấy thì cứ liên hệ nha, giá mình để thì mình để từng món ở trên tiêu đề luôn đấy. Một cái bộ chuyển hướng công suất lớn nha, cái loại này thì loại size lớn nhất trong cái chuyển hướng này, nó lắp đến sườn 10 ngựa được, có nghĩa là IA 80 này được, IA 100 vẫn được, còn thật sự là mình ráp lên đây để anh em thấy này, chỉ cần xỏ hai cái chốt bi này đây, bỏ hai cái chốt bi vào, cứ hàm S 3 lỗ, đúng cái cặp 3 lỗ thì nó lắp vào được hết tất cả các loại nhá, kể cả như loại này này, cặp 3 lỗ này, 3 lỗ này, đây cái sườn xăng, cái máy xăng bình thường thôi cũng 3 lỗ, giống nhau hết, anh em cứ việc xỏ hai chốt bi vào là xong thôi. Rồi cái việc lai bằng dây hay lai bằng xích thì anh em tự túc nhá, tự cân nhắc khi mà mình đóng mà lai ra cầu sao đấy. Đúng của nó thì lai cái cầu 5 tạ 6 tạ thôi là lai trực tiếp, nhưng mà khuyến khích anh em nên qua một cái hộp số, mua hộp số nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như hộp số mình đóng cầu 1 tấn thì mua hộp số 1 tấn hoặc tấn 2, đóng cầu tấn 4 thì mua cái hộp số khoảng tấn 8 hay tấn 6, tấn 8 hay tấn gì đấy, nó lớn hơn một tí. Hay ví dụ như hộp số nhỏ nhỏ còn gọn này, cái này kéo cầu 2 tấn trở về được này. Rồi, chung kết thúc video, anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Món hàng này thì đang sẵn tại nhà. Tiếp theo sau video này Trung đăng thêm hai sườn nữa, hai cái sườn cũng một IA này, với giải thích luôn cái con đó để anh em có nhiều cái lựa chọn. Rồi, chung cảm ơn anh em đã xem video.